Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Sông Công đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Ngay đầu giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 6 tháng Giêng, trước kỳ đài tại quảng trường 1 tháng 7, thành phố Sông Công đã tổ chức nghi lễ chào cờ hát quốc ca đầu năm mới. Dự lễ chào cờ có các đồng chí thường trực thành ủy, ủy viên ban thường vụ, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng trên 200 cán bộ công chức viên chức người lao động của các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Trong không khí trang nghiêm trước quốc kỳ Tổ quốc, nghi lễ chào cờ hát quốc ca được tiến hành trang trọng. Tiếp đó, đồng chí trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã thông tin tóm tắt một số kết quả nổi bật của năm 2023 về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu hút đầu tư. Thành phố Sông Công sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đề ra, đưa thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị loại 2. Lễ chào cờ đầu năm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình cảm trân trọng thiêng liêng với Tổ quốc, tạo không khí ra quân phấn khởi ngay từ đầu năm, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.